tay vàng, tâm sáng. Mỗi người có một khó khăn riêng. Với Thu Thảo thì đó là dị tật sứt môi hở hàm ếch, cánh mũi không đều, một bên cánh mũi bị lệch và vách mũi bị biến dạng, xẹp như không có. Mọi người hãy cùng xem kết quả nhé. Trông bạn như một đóa hoa tỏa nắng, tự tin mà khoe sắc vậy. Đội ngũ JK Nhật Hàn mong bạn luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.